Bà tự nhận chứ ở đây không có ai chửi bà hết trơn á, người ta nhắn tin đàng hoàng nha. Bà đừng có nói vậy, người ta nhắn tin đàng hoàng. Chứ bà đừng có móc vô. Không có mở lên thấy vậy, người ta nhắn tin đàng hoàng cho bà chứ đừng có nói vậy. Người ta nhắn tin đàng hoàng bà không trả lời luôn, rồi đăng là đăng vậy cho bà thấy thôi. Chứ chưa ai nói bà giật nợ, bà tự nhận bà giật nợ nha. Bà tự nhận nha, bà tự nhận bà giật nợ chứ không ai nói bà giật nợ hết trơn á. Người ta kêu bà qua bà đưa đi, bà là hồi đó bà vô bà khóc lóc bà nói chứ không ai nói hết trơn á. Bà khóc lóc là mai mốt có tiền là em đem vô cho chị, rồi bà rủa tôi nữa mà tôi không nói. Thôi đi, thôi trời đánh đi, rồi tiệm này sập luôn đi, có nói không chứ đừng có nói như vậy. Dám thề không? Đâu dám thề, tại vì mình nói mà cái câu nói mình ra tưởng là nói ra rồi phun nước miếng rồi nói lại được hả? Muốn nói lại thì lụm lại rồi nói, đừng có nói kiểu như vậy hả? Không có nói à, vô trọng khóc lóc rủa người ta hả? Rủa cái gì à? Mày không có nuôi nổi mẹ mày đâu. Sao nuôi nổi kiểu đó là phải đốt nhang thường xuyên rồi á, bà giật nợ người ta bị bà cái gì ở đây không có nói sai, không sợ. Nếu mà bà giật á mà ngày mai bà tay biến mất rồi hết bệnh tôi bỏ qua. Ủa tôi qua đây mấy lần bà nói làm sao người ta đình chỉ hội, người ta biết bà rồi, người ta im gu rồi, bà nói đàng hoàng, bà nói gì đã thiếu thôi, gì đã xài hết rồi thôi thì nói đợi đi. Đây tôi đốt nhang nè. Cái ngày má tôi bệnh làm sao mượn tiền hả? Có 30 triệu thôi hả? Chửi như con chó, kêu bán đất bán nhà liền. Không có kêu đi, không kêu đi, dám thề. Tôi chỉ cần nói dám thề không thôi. Mà nói cái gì? Ai nói gì? Nghe mượn gì? Nói vậy, bà nói vậy tôi không nghe. Có nghe là mà thề đi. Không có dám thề gì hết trơn. Mình làm mình không dám nhận. Mình làm không dám nhận. Không có hò. Hồi nãy giờ cho má nói chuyện với bà móc tôi vô hả? Bà móc tôi vô rồi tôi chửi luôn đó. Bà ra đây, bà đưa cái mặt bà ra đây ngồi nói chuyện nè. Em nói là từ đi thì cháu còn khùng quá. Ai gì sao lạ đâu. Mày nha, suy nghĩ nhiều lắm bà nội ơi. Bây giờ bà tôi quay bà luôn nè, khỏi camera nữa, tôi quay bà đưa lên luôn chứ cần camera đéo gì. Bà lấy camera đó bà đăng lên mạng á, nói người ta quậy quán bà nè, có mặt tôi nè, tháo mặt kia luôn nè đó. Còn tôi dám quay mặt bà nè, bà đưa mặt qua quay qua đây nè nói chuyện. Trời buôn bán rồi sao? Buôn bán là lớn lắm hả? Nó bán hết bốn lần, bốn ngày nào cũng bán hết trơn á. Lớn thì nói khỏi cần gì hết đó, khỏi gì gì hè vậy đó. Đang làm ăn đắt khách cho nên mình rất là láo. Mình rất là láo.
dư hơi về giật tiền ta thì đâu có cần dư hơi, chứ lúc đi mượn á thì nhỏ nhẹ đàng hoàng có hơi, chứ bây giờ giật thì không có hơi. Không giật thì sao trả đi, không giật thì trả, đơn giản. Bây giờ không giật thì trả, đừng có chỉ, đừng có chỉ, không giật thì trả, đơn giản. Bây giờ không giật thì trả, không giật thì trả đó. Ôi nói rồi, bây giờ tôi không giật thì trả, không giật thì trả, không giật thì trả, lấy ở đâu? Lấy bà bảy tấn chứ đâu? Hỏi rồi. Đi hỏi, bây giờ đi. Đi người ta hỏi rồi. Hỏi rồi, đừng có nói vậy. Dám hề đâu? Dám hề đâu? Dám hề đâu? Dám hề đâu? Giật thì nhận mình giật. Dính nó dính liếu, mượn tiền thôi, dính liếu khỉ vậy, ai dính liếu? Đúng rồi, tại vì giật đi ra năn nỉ khóc lóc nói chuyện với bà không mà. Ờ nhận chứng quyền. Ờ. Má thấy con người chứ, con người à. Trời ơi. Đi qua năn nỉ mượn kiểu đó. Đó nói rồi, nó không có giấy tờ nó nói vậy đó. Má thấy chưa? Má thề đi. Má thề vậy? Thể vậy? Tôi đâu có mượn tiền bà, tôi thể vậy, thể vậy. Tôi thề nè, những lời tôi nói dốc trời đánh đó. Bà dám thề không? Ôi, bà dám thề không? Con người kìa, dám thề trời đánh không? Bà nói cái câu mà bà không có hết đi, trời đánh đó. Dám không? Làm gì? Hả, làm gì? Về làm gì? Có bà là cái thế gì á? Bà là cái thế gì á? Què gì á? Hả, nói thế gì? Hả, đụng nữa anh. Ơi, nói chuyện kiểu đó. Nè. Qua bởi gặp của ủa hả? Người ta lại nói nói đàng hoàng thôi, bỏ rồi. Bây giờ ra đây mà nói chuyện mắt tôi đàng hoàng đi. Ừ, anh đi. Dạ tôi không nói chuyện. Ốc bờ hội bảy tấn rồi đưa mà. Chồng với hội chứ làm gì? Nếu nó ộp đâu. Nè, cam ra bà đó đó, đi nói luôn đó. Dám không? Em nó chứng quyền thôi. Ơi, ngày nào cũng nào à. Bà đăng Facebook rồi. Bà chiên dây hả? Trời, cái miệng đi mượn á, có giấy tờ gì đâu mà sao thưa được, thấy rồi. Mượn của bà tại biến thôi, giật tiền của bà thôi. Hả? Ơ. Ngụm hồ hòn à? Ừ đúng rồi. Sống chó khôn như chó vậy đó. Khôn mới giật tiền kiểu đó đó. Ừ khôn, tôi là tôi làm được rồi. Hả, bà bết cho mượn 30 triệu mà tôi giật kiểu đó cũng như bà đó. Rồi tôi sống chó giống như bà vậy đó, tôi sống không có được. Chứ đừng có nói bồ hòn. Chửi bà chơi vậy đó, bỏ cũng được. Chứ nói ai chơi vậy đó. Nói về. Ở làm rồi cái gì thôi. Mua xe mới. Mình có làm mình dám thề gì. Sợ. Mình sợ cái đó là mình thề trời đất thấy. Chứ không ở đây ai làm được gì hết á. Ờ chứ vậy làm gì đây. Chứ người ta nếu cần cho chiếu có tiền thì đi làm ở ngoài á, đi cầm gì ở ngoài á, là tôi thấy là không được rồi. Đưa xe vô rồi xong rồi dụ thêm bả chồng với hội nữa. Thôi. Chồng với hội nữa. Qua có cho nói chuyện đâu, sọt vô. Rồi. Không làm gì. Ăn không. Ờ chó mà người hiểu tiếng chó cũng chó hay. Chó mang tiền bà tay biến, chó mang cứt. Kiếp sau mình làm chó cứt á, hiểu không? Cái gì? Giật tiền người ta kiếp sau làm chó cứt á. Giật tiền không trả rồi, nói như đúng rồi. Vậy giật tiền ấy cái gì làm được? Hụi chết tôi đóng cho người ta. Cho bà trả tiền hụi đây. Rồi vậy đỡ hơn lụm miếng rồi. Bà đăng lên Facebook rồi, bà có chứng cứ rồi. Tôi không thưa, tôi quậy gì đó. Giờ bà ngồi đây bà thề trước ngang này nè. Nếu mà tôi giật luôn, tôi làm chó ăn cướp. Trời bán luôn, trả tiền cho người ta chứ. Trời bà nói tháng 11 bà đem vô. Tới ngày hôm nay 30 nhà tôi cúng gì? Đâu nhà mà cúng quá trời cúng luôn kìa. Bà nói cái lời nào mày vô mày quay coi. Cúng quá trời cúng luôn. Thề đi.
Thề đi. Bây giờ đang ghi nè. Đang ghi nè, dám nói đi, thề đi. Ừ, bà đâu có dám thề, bà sợ chích sao bà làm chó chích. Bà thề đi. Thôi đâu, thôi, thôi, đâu có dám nói. Đâu có dám thề. Đưa quay vô mặt nè, giờ quay vô mặt nè, dám nói là không thiếu. Nè, khoan quay mặt lại rồi nói không thiếu, không thiếu. Trả tiền cho chị hai kìa, má nói chuyện rồi. Bây giờ á, nó lỡ cái quần ra, nó đợi quần đi, còn tôi mới trả. Dạ dạ. Tao làm thiệt luôn. Rồi đó, đó, trả đi. Đó. Rồi đó, trả đi.